Đây là tình huống nguy hiểm về phía khung thành của đội tuyển Futsal Việt Nam mà đội tuyển Li Bằng đã tạo ra. Dứt điểm. Đó là tình huống dứt điểm của cầu thủ mang áo số 12 Abu Zahid. Rất khéo léo. Trên bảng xếp hạng FIFA thì Li Bằng đang đứng thứ hạng 40 hơn đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta 4 bậc. Thì Andy khá nguy hiểm trong pha bóng vừa rồi. Bên thủ môn Hồ Văn Ý đã chơi cảnh giác. Dứt điểm khá nguy hiểm. Hàng phòng ngự của chúng ta, các cầu thủ cần tập trung khi mà các thủ Li Bằng đã băng xuống và phối hợp sau tình huống dứt điểm vừa rồi. Rất may cho đội tuyển Việt Nam chúng ta là bàn thắng đã không đến đối với các thủ Li Bằng. Đội tuyển Việt Nam cần chơi cẩn trọng. Tình huống dứt điểm không được. Rất hay, thủ môn Hồ Văn Đế vẫn đang chơi tập trung. Đánh đầu không được. Tuyệt vời. Không có cầu thủ nào của đội tuyển Việt Nam theo kèm đối với các cầu thủ Li Bằng trong pha bóng vừa rồi. Chúng ta lại thêm thấy thủ môn Hồ Văn Ý lại phản xạ rất nhanh. Thủ môn Hồ Văn Ý ở trong trận đấu này thật sự là xuất sắc. Anh đã có những tình huống cản phá dứt điểm của đội tuyển Futsal Li Bằng. Đối với đội tuyển Futsal Việt Nam, Minh Trí rất khéo léo. Như vậy là tiếng còi của trọng tài đã cất lên. Cả hai đội đã hòa nhau với tỷ số là 0-0. Xét về mặt thế trận thì cả hai đội bóng thi đấu rất cố gắng và một thế trận cân bằng được hai đội bóng tạo ra. Kiên Ninh dứt điểm. Một tình huống bắt bóng chính xác của thủ môn Hồ Văn Ý. Đội bóng của huấn luyện viên Phạm Minh Giang có những bài đá phạt luôn tạo ra được bất ngờ với đối phương và đã mang lại chúng ta khá nhiều cơ hội ở trận đấu lượt đi. Để một bóng rất nguy hiểm và lại là sự xuất sắc của thủ môn Hồ Văn Ý. Một khoảnh khắc thót tim với các cổ động viên Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha xử lý vừa rồi. Một tình huống vấp bóng tai hại của Khổng Đình Hùng và suýt chút nữa thì nó đã khiến cho đội bóng áo trắng phải trả giá. Và một lần nữa thì chúng ta phải dành tặng lời ngợi khen với thủ môn Hồ Văn Ý. Đó là một pha cứu thua không khác gì là một bàn thắng cả. Lại là một tình huống phản xạ tốt của thủ môn Hồ Văn Ý. Nó cũng là một hồi chuông báo động với cách mà đội tuyển Việt Nam đã tổ chức phòng ngự trong những tình huống như thế này ở những phút vừa qua. 2-3 và các cầu thủ áo đỏ vẫn tạo ra được một tình huống dứt điểm nguy hiểm. Cú sút được thực hiện bởi Andine. Cho tới thời điểm này thì thủ môn Hồ Văn Ý đã 2 lần cứu thua cho khung thành của đội tuyển Việt Nam.
bóng lại được đưa về phía Khedin, rất nguy hiểm. Và một lần nữa thì người ta thấy được rằng Hồ Văn Ý là một thủ môn xuất sắc như thế nào. Phản xạ rất nhanh. Trong hiệp 1 thì thậm chí là có những tình huống mà Hồ Văn Ý đã phán đoán tốt và băng ra tận biên để có thể cản phá được cầu thủ đối phương. Xuyên suốt cho tới thời điểm này của hai trận đấu lượt đi và lượt về thì Hồ Văn Ý có lẽ là cầu thủ của Việt Nam đang chơi hay nhất. Để giành thắng lợi thì không chỉ dựa vào sự xuất sắc của các thủ môn, cần phải có được những yếu tố mang tính đột biến cao hơn từ các thủ tấn công. Đó lại là cú sút của Khedin, người sở hữu nhiều tình huống dứt điểm nhất về khung thành của Việt Nam. Không được. Một lần nữa thì trái bóng không thể vượt qua được tầm cản phá của Hồ Văn Ý. Cú dứt điểm là của Kokesian. Sáng mang về bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Futsal Việt Nam. Rất gần rồi với chiếc vé tham dự vòng chung kết World Cup với bàn thắng vừa rồi. Trận đấu còn 3 phút 37 giây nữa. Một khoảnh khắc bùng nổ. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha đi bóng đầy quyết tâm này, vượt qua được Khedin và dứt điểm kỹ thuật đánh bại thủ môn Hamadani. Một lần nữa hãy cùng chiêm ngưỡng lại khoảnh khắc có thể là quan trọng nhất của trận đấu playoff lượt về. Một hiệp đấu đầy khó khăn với đội tuyển Việt Nam, nhưng một tình huống mang tính đột biến, sự tỏa sáng cá nhân, phá dứt điểm qua hai chân thủ môn đối phương. Tỷ số là 1-0. Quá hấp dẫn và kịch tính. Việt Nam lép vế hơn trong những phút vừa qua, nhưng chúng ta có được điều cần thiết nhất, đó là bàn thắng mở tỷ số của trận đấu playoff lượt về. Một kết quả hòa có bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay thôi là đủ để cho Việt Nam lọt vào vòng chung kết World Cup. Và bây giờ khi còn 3 phút 37 giây nữa của trận đấu playoff lượt về, chúng ta đã vươn lên dẫn 1-0. Rất cảm xúc và kịch tính. Trận đấu còn 8 giây. Hiệp 2 còn 8 giây nữa. Chiếc vé tham dự vòng chung kết đến rất gần. Và đây có thể coi là cơ hội cuối cùng của Lý Băng. Gần như là không còn cơ hội nào rồi. Đây sẽ là pha bóng cuối cùng. Giây cuối cùng. Đó là giây cuối cùng. Và đội tuyển Busan Việt Nam đã lọt vào vòng chung kết World Cup của năm 2021. Tuyệt vời Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam đã chứng tỏ được tất cả những nỗ lực và quyết tâm đã được đền đáp ở trong trận đấu playoff lượt về này. Đầy khó khăn nhưng đầy quả cảm, quyết tâm để cuối cùng có được thành quả, chiếc vé tham dự vòng chung kết World Cup lần thứ 2 trong lịch sử. Hồ Văn Ý đã chơi xuất sắc ở trong cả hai lượt trận playoff của Futsal để giúp cho đội tuyển Việt Nam vượt qua đội tuyển Liban. Trận đấu lượt về kết thúc với tỷ số hòa 1-1, một kết quả vừa đủ.